Ta là cây ác tái sinh, số phận mãi mãi cô độc. Chán quá trời luôn. Làm sao ta có thể kiếm được cô dâu chứ, họ đều từ chối ta. Ôi, cho em xin lỗi nha, nhưng anh không phải cưa của em đâu cưng. Đừng dạng vào ta, tên hắc ám. Vậy sao? Tiễn dòng. Tại sao họ lại kén chọn như vậy chứ? Có khi nào họ không muốn bị biến thành nó không? Mấy em này chiều quá nên hư hết trơn. Thưa quý vị, giải đấu sẽ được tiếp tục. Người chiến thắng sẽ được cưới nữ chiến binh Barbara làm vợ. Chọn đại một người đi, nếu không con sẽ không bao giờ kết hôn đâu. Còn không cần một tình yếu đuối. Lại là một chiến thắng nữa. Là cô ta, phải là cô ta. Ta tới đi. Đây là một vụ bắt cóc đó kinh. Năm nay ta sẽ không bao giờ lấy người, Dragon. Thật là một bạn vô hiện kỹ năng tuyệt vời. Barbara đang cố gắng giải đoạn. Và cô đã thành công. Đây là một cặp đôi hoàn hảo. Cái gì? Tình yêu cai trị vương quốc. Barbara sẽ là của ta. Tay không tất sắc. Giới của hội môn của cô ta, chúng ta sẽ không thể thay giới. Ta sẽ không để chúng thành công. Làm tốt lắm Barbara, tôi thật nóng bụng. Có thể, coi chừng bị phỏng đó nha. Chúng ta phải hợp tác để ngăn tên vua đó lại. Phải hành động ngay thôi. Cuộc chiến bất tử. Trong tất cả những tên đàn ông ta đã gặp, ngươi là người trụ lâu nhất. Hả? Vậy hả? Ừ thì thật ra thì... Gửi phiếu tại các cặp ngày 24 tháng 3 năm 2023.